Lại được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của series Huyết chiến Việt Trung. Các bạn thân mến, chiến tranh Đại Ngu, Đại Minh hay thường được giới sử học Việt Nam gọi là cuộc xâm lược của nhà Minh. Đây là cuộc chiến của nhà Hồ, nước Đại Ngu, An Nam chống cuộc xâm chiếm của nhà Minh Trung Quốc dưới triều Minh Thành Tổ từ tháng 4 năm 1406 cho đến tháng 6 năm 1407. Khi nhà Minh đánh bại hoàn toàn quân đội nhà Hồ và bắt được Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương. Để cùng tìm hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng đến với video tóm tắt chiến tranh Đại Ngu, Đại Minh. Chiến tranh Đại Ngu, Đại Minh hay thường được giới sử học Việt Nam gọi là cuộc xâm lược của nhà Minh. Đây là cuộc chiến của nhà Hồ, nước Đại Nam, An Nam chống cuộc xâm chiếm của nhà Minh, Trung Quốc dưới triều Minh Thành Tổ từ tháng 4 năm 1406 cho đến tháng 6 năm 1407, khi nhà Minh đánh bại hoàn toàn quân đội nhà Hồ và bắt được Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương. Cuối thế kỷ 14, nhà Trần kể từ vua Trần Dụ Tông cai trị nước Đại Việt suy yếu nghiêm trọng. Nước chiếm thành phía Nam nhiều lần tấn công, cướp phá kinh thành Thăng Long. Nhà Trần không ngăn cản được, lại thêm trong nước nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Ở Trung Quốc, Chu Nguyên Chương đánh thắng người Mông Cổ, lập nên nhà Minh, thế lực hùng mạnh. Sau cái chết của vua Trần Duệ Tông tại đất Chiêm Thành, cùng thất bại nặng nề tại chiến trường phía Nam của nhà Trần năm 1377, Minh Thái Tổ có ý định xâm chiếm Đại Việt. Thái sư triều Minh là Lý Thiện Tường can ngăn, vua Minh tạm thôi. Từ năm 1384, nhà Minh nhiều lần ra yêu sách đòi nhà Trần cống nạp, đòi cung cấp nhà sư, phụ nữ xoa bóp, giống cây hoặc giúp quân lính, lương thực, voi chiến để đánh người Man ở biên giới Việt Trung. Nhà Trần đáp ứng các yêu sách đó, có lúc hoàn toàn hoặc một phần. Năm 1400, Hồ Quý Ly bức vua Trần nhường ngôi, nhà Hồ thành lập, đổi tên nước thành Đại Ngu. Không lâu sau, vua Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương để lên làm Thượng Hoàng. Nhà Minh tiếp tục ra yêu sách khiến Hồ Hán Thương phải vất vả cung ứng. Dù được đáp ứng, nhà Minh vẫn không thôi ý định đánh chiếm nước Đại Ngu để biến trở thành quận huyện như các thời Bắc thuộc trước đây. Ngược lại, sau khi lên ngôi, vua Hồ Hán Thương năm 1402 cho đắp đàn dao ở núi Đốn Sơn để làm lễ tế dao, một nghi lễ chỉ dùng cho thiên tử, hàm ý nước Việt ngang hàng với Trung Quốc. Từ năm 1403, nhà Minh sai những người bị nhà Trần mang cống nạp sang phương Bắc trước đây, vốn thông thạo đường xá ở Đại Ngu như Nguyễn Toán, Từ Cá, Nguyễn Tông Đạo trở về do thám tình hình và chuẩn bị làm nội ứng. Họ bí mật dặn người nhà như sau: nếu có quân phương Bắc sang thì dựng cờ vàng và nhận là người thân của nội quan, có họ tên Mỗ thì sẽ không bị giết hại. Tuy nhiên, việc này bị nhà Hồ phát hiện và bắt giết hết các thần thuộc của mấy người do thám cho nhà Minh. Trong khi bị nhà Minh uy hiếp ở phía Bắc, nhà Hồ liên tục mở mặt trận phía Nam để mở rộng đất đai từ Chiêm Thành. Sau khi buộc vua Chiêm dâng Chiêm Động và Cổ Lũy để lập ra bốn châu Thăng, Hòa, Tư, Nghĩa vào năm 1402 sang năm 1403, Hồ Hán Thương lại tiếp tục đánh Chiêm. Tướng Phạm Nguyên Khôi nhanh chóng tiến đến bao vây kinh thành Trà Bàn của Chiêm Thành. Trong tình thế nguy cấp, vua Chiêm bèn sai sứ cầu cứu nhà Minh. Minh Thành Tổ điều 9 thuyền chiến vượt biển sang cứu Chiêm. Phạm Nguyên Khôi vây hãm Trà Bàn trong 9 tháng nhưng không hạ được. Quân Đại Ngu hết lương đành phải rút về. Quân nhà Hồ về nửa đường gặp quân Minh ngoài biển. Tướng Minh sai người nói với Nguyên Khôi nên rút quân về ngay, không nên ở lại. Nguyên Khôi không giao chiến với quân Minh mà rút về trước, bị Hồ Quý Ly trách sao không giết hết thủy quân nhà Minh. Năm 1404, thổ quan Châu Tư Minh của nhà Minh là Hoàng Quảng Thành tâu với vua Minh Thành Tổ rằng Lộc Châu nguyên là đất cũ của Châu Tư Minh.
Minh Thành Tổ sai người sang Đại Ngu đòi trả lại đất Lộc Châu cho Châu Tư Minh, nhưng Hồ Quý Ly không nghe. Năm 1405, Chu Đệ lại sai sứ thần sang đòi. Quý Ly không thể từ chối, bèn sai Hoàng Hối Khanh xung làm cát địa cứ để giao đất. Hối Khanh đem đất 59 thôn ở Cổ Lâu trả cho nhà Minh. Khi Hối Khanh trở về, Hồ Quý Ly của trách đã trả đất quá nhiều. Sau đó, những thổ quan do nhà Minh đặt ra để giữ đất mới nhượng ấy, Quý Ly ngầm sai người bản thổ đánh thuốc độc cho chết. Theo tội thứ 12 trong hịch kể tội của nhà Minh, nhà Hồ cho xâm chiếm Châu Lu, Châu Si Ping và trại Yong Ping thuộc Châu Tư Minh. Và khi nhà Minh cho người đòi lại, nhà Hồ chỉ trả lại chưa đến 2-3 phần 10 vùng đất đã chiếm. Quân Minh tiến quân sang lần thứ nhất. Tháng 4 năm 1406, lấy cớ đưa Trần Thiêm Bình về nước, nhà Minh sai Hàn Quang và Hoàng Trung mang quân hộ tống để lập Trần Thiêm Bình làm vua. Minh Thực Lục chép, quân số đội quân của Hoàng Trung là 5.000, nhưng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Hoàng Trung có tới 100.000 quân. Ngày 8 tháng 4 âm lịch, Hoàng Trung đánh vào cửa Lãnh Kinh. Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng dẫn hai cánh quân thủy bộ Đại Ngu đụng độ với quân Minh. Sáng hôm đó, các quân thủy bộ giao chiến. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quân Đại Ngu thấy quân Minh ít hơn nên khinh suất để bị đánh bại với tổn thất nặng nề. Nhị vệ đại tướng Phạm Nguyên Khôi, tướng chỉ huy quân Trấn Cương là Chu Bình Trung, tướng chỉ huy quân Tạm Phụ là Trần Huyên Huyên, Tả Thần Dực quân Trần Thái Bộc đều thua chết. Tả Tứ Quốc Trừng bỏ thuyền lên bờ, suýt bị vây, có người vội dìu xuống thuyền, thoát được. Nhưng đúng lúc đó, tướng Tả Thánh Dực quân Hồ Vấn mang quân từ Vũ Cao, Bắc Giang đánh úp quân Minh. Hoàng Trung không chống nổi, đến đêm bèn rút quân về. Song các tướng Đại Ngu là Hồ Xạ và Trần Đĩnh mang quân đóng chặt ở ải Chi Lăng. Quân Minh bị mất đường về, buộc phải chấp nhận giao nộp Trần Thiêm Bình và sai Cao Cảnh đưa hàng thư đề nghị mở đường cho về nước. Hồ Xạ nhận hàng thư, bằng lòng nhận Thiêm Bình và mở vòng vây cho quân Minh rút lui. Quân Đại Ngu bắt được nhiều tù binh, đưa vào Nghệ An cho làm ruộng. Trần Thiêm Bình bị mang về xử lăng trì. Trần Thiêm Bình bị giết khiến nhà Minh tức giận và quyết định tiến đánh nhà Hồ. Đại quân Minh tiến sang. Sau chiến thắng, Hồ Hán Thương thưởng công cho mỗi người 3 tư. Các quan văn võ dâng biểu mừng, ông không nhận. Khi quân Minh mới vào, Đại Ngu ra lệnh cho nhân dân vùng biên giới phá bỏ hết lúa má. Các xứ Lạng Châu, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Gia Lâm, Tam Đái đều nghiêm chỉnh làm vườn không nhà trống, nay phục lại nghiệp cũ. Hồ Hán Thương sai An Phủ Sứ Tam Giang Trần Cung Túc sang nhà Minh cầu hòa, giải thích về việc Trần Thiêm Bình. Nhà Minh đã giữ toàn bộ những người này cho đến khi kết thúc cuộc chiến mới cho về. Hồ Quý Ly bổ thêm hương quân, lấy người có phẩm tước tạm trông coi, chiêu mộ những người vong mệnh làm quân dũng hãn, đặt các chức bách hộ, thiên hộ để cai quản. Tháng 7 năm 1406, Hồ Hán Thương sai lệnh cho các lộ đóng cọc gỗ ở phía nam sông Cái, từ thành Đa Bang đến Lỗ Giang và từ Lạng Châu đến Chú Giang để làm kế phòng thủ. Lại lệnh cho dân vùng Tam Đái, Bắc Giang tích trữ lương thực, vượt sông sang làm nhà cửa ở chỗ đất hoang, chuẩn bị di cư đến đó. Ban đầu, Minh Thành Tổ Chu Đệ ra lệnh cho Thành Quốc Công Chu Năng làm Trinh Di Đại Tướng Quân, Tín Thành Hầu Trương Phụ làm Hữu Phó Tướng, Tây Bình Hầu Mộc Thạnh làm Tả Phó Tướng, phối hợp tiến quân. Tháng 11 năm 1406, Chu Năng bị nhiễm bệnh chết khi mới tới Long Châu, quyền thống lĩnh thuộc về tay Trương Phụ. Tháng 9 năm 1406, nhà Minh sai 2 đạo quân xâm lược Đại Ngu. Đạo quân thứ nhất do Trinh Di Phó Tướng Quân Tân Thành Hầu Trương Phụ, Tham Tướng Huỳnh Dương Bá Trần Thúc chỉ huy, đánh vào cửa ải Pha Lũy, cửa khẩu Hữu Nghị ngày nay,
cứ một toán mai phục, một toán hành quân, thay phiên ứng cứu lẫn nhau. Đạo quân thứ hai do Trinh Di Tả phó tướng quân Tây Bình Hầu Mộc Thạnh, tham hữu tướng quân đô đốc Đồng Chi Phong Thành, Hầu Lý Bân chỉ huy, đánh vào cửa ải Phú Lệnh, xẻ núi, chặt cây, mở đường tiến quân. Về sách lược của Đại Ngu, viên hàng tướng Chiêm Thành, Bố Đông khuyên với Hồ Quý Ly nên đưa quân lên biên giới đón đánh ngay quân Minh, không cho tiến sâu vào, để quân Minh ỷ vào trường binh và thông được đường tiến quân. Nhưng các tướng không nghe. Theo tài lư, nhà Hồ đã từ bỏ phần lớn khu vực Đông Kinh, Thăng Long và phòng thủ ở Bờ Đam, sông Hồng. Đến tháng 11, quân Minh không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Hai đạo quân hội quân ở Bạch Hạc bày doanh trại ở phía bắc sông Cái đến tận Chú Giang. Theo Minh Thực Lục, ngày 19 tháng 11 năm 1406, Trương Phụ từ Bằng Tường tiến quân sang đánh nhà Hồ. Trương Phụ và Mộc Thạnh dùng danh nghĩa Phù Trần diệt Hồ, viết bảng văn kể tội nhà Hồ và tìm con cháu nhà Trần để phục vị, cho thả theo dòng sông. Nội dung bảng văn kể 22 tội của Hồ Quý Ly, gồm có 8 nội dung lớn. 1. Cướp ngôi, giết vua và tông thất nhà Trần. 2. Coi nước và nhân dân như thù địch. 3. Tự tiện đổi họ Lê sang họ Hồ. 4. Lừa gạt triều đình nhà Minh trong vụ Trần Thiêm Bình. 5. Đánh chiếm và khống chế vùng Tư Minh, Ninh Viễn. 6. Đánh Chiêm Thành là nước đã thần phục nhà Minh. 7. Không theo lịch Trung Quốc, tự đổi tên nước. 8. Khinh nhờn, không kính trọng nhà Minh. Quân nhà Hồ trông thấy bảng văn lại chán ghét chính sự hà khắc của nhà Hồ nên không có lòng chống quân Minh. Các tướng Mạc Thúy, Nguyễn Huân đem 10.000 quân ra hàng quân Minh và được phong chức. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, những người bất đắc chí với nhà Hồ bao gồm Mạc Địch, Mạc Thúy, Mạc Viễn, Nguyễn Huân đã đón hàng quân Minh, đều được nhà Minh phong quan chức. Quân Đại Ngu đóng quân đối diện với doanh trại của quân Minh. Quân ở sông Cái theo sự tiết chế của Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng. Quân ở Chú Giang theo sự tiết chế của Thiêm Văn triều đình Hồ Đỗ. Phía ngoài liên kết chiếm hạm của thủy quân, trên bờ thì quân bộ đóng, nhưng hai bên vẫn chưa giao chiến trận nào. Trận đánh ở bãi Mạc Thiên và bãi Mộc Hoàn. Ngày 2 tháng 12 âm lịch, người Minh chiếm được Việt Trì, bờ sông Mộc Hoàn, nay là xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, là chỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc, cửa sông Lô đổ vào sông Hồng. Tướng chỉ huy quân Tả Thánh Dực là Hồ Xạ không giữ nổi, phải rời hàng trận sang phía nam sông Cái. Đêm mùng 7 tháng 12 âm lịch, quân Minh cho khiêng thuyền ra bờ phía bắc bãi sông Thiên Mạc, bị tướng nhà Hồ là Trần Đĩnh đánh bại. Tướng nhà Minh trừng phạt những người đã thoái lui để thua trận. Binh lính quân Minh từ đó liều chết cố đánh, liều mạng lập công. Sau thất bại ở Thiên Mạc, quân Minh chấn chỉnh lại đội ngũ, đánh được hai mặt sông Thao và sông Tuyên, đóng quân ở bờ bắc sông Thao, đối diện với thành Đa Bang. Đêm mùng 9 tháng 12 âm lịch, quân Minh đánh úp quân Hồ ở bãi Mộc Hoàn. Tướng Đại Ngu là Nguyễn Công Khôi, mải nữ sắc, không phòng bị, thuyền bị đốt gần hết, lặng im không nghe tiếng động của chiến trận. Các cánh thủy quân bên trên và bên dưới của nhà Hồ đều không đến cứu ứng, chỉ đứng từ xa xin Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng xem ai có thể thay giữ chỗ đó. Quân Minh liền vượt sông làm cầu phao để sang. Trận Đa Bang. Trương Phụ và Mộc Thạnh thấy các bãi sông đều có rào cọc chắn không tiến được, lại biết nhà Hồ chỉ trông vào thành Đa Bang để phòng thủ nên tập trung tấn công vào thành này làm bước quyết định cục diện mặt trận. Ngày 12 tháng 12 âm lịch năm 1406, quân Minh nhân đêm tối tiến công thành. Trương Phụ và Hoàng Trung đánh góc Tây Bắc, Mộc Thạnh và Trần Tuấn đánh mặt Đông Nam. Cánh Mộc Thạnh dùng thang mây đánh lên mặt thành. Quân bị giết, xác chất cao ngang hơn thành,
nhưng quân lính nhà Minh vẫn không ngừng tấn công, không dám ngừng lại. Tướng nhà Hồ là Nguyễn Tông Đỗ chỉ huy quân Thiên Trường đục thành lùa voi ra đánh. Quân Minh dùng hỏa tiễn bắn voi và dùng các hình vẽ sư tử phủ lên mình ngựa để voi sợ. Voi lùi lại, quân Minh nhân đấy đuổi theo hút vào trong thành. Quân nhà Hồ thua to, các tướng nhà Hồ là Lương Dân Hiến và Thái Bá Nhạc tử trận. Quân Minh đánh chiếm được thành Đa Bang cùng 12 voi chiến và vô số binh khí. Các quân dọc sông đều tan vỡ, lùi giữ Hoàng Giang. Theo Đại Việt Thông Sử, Trương Phụ chưa biết tính ra sao thì hàng tướng người Việt là Mạc Thúy và Đặng Nguyên vẽ bản đồ địa hình xin làm hướng đạo, dẫn Trương Phụ đem quân đánh úp Đông Kinh. Ngày 13 tháng 12 âm lịch, được sự chỉ đường của Mạc Thúy, quân Minh dọc sông Phú Lương tiến xuống, đốt phá rào gỗ. Biết cơ sở chính của nhà Hồ ở Tây Đô, Thanh Hóa, quân Minh theo dọc đường sông Phú Lương tiến đánh. Người Minh tiến vào Đông Đô bắt con gái, cướp ngọc lụa, thống kê lương chứa, chia quan làm việc, chiêu tập dân siêu tán, tính kế lâu dài. Họ tiến hành thiến loạn nhiều con trai nhỏ tuổi ở người Việt, thu hết tiền của người Việt lưu hành, đưa về Kim Lăng. Trận Mộc Phàm. Đến tháng 2 năm 1407, tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng tiến quân đến sông Lô. Ngày 20 tháng 2 âm lịch năm 1407, hai bên đụng độ nhau ở hai bờ sông. Theo Minh Sử, quân Hồ có 500 chiến thuyền, còn quân Minh đánh theo cả hai đường thủy bộ. Kết quả, quân Đại Ngu bị thua, mất 100 chiến thuyền và 10.000 binh lính phải lui về Muộn Hải. Quân Minh bắt được hơn 100 người, trong đó có các tướng nhà Hồ và đem về chém hết. Quân Đại Ngu thất bại, lui về giữ cửa Muộn. Hồ Quý Ly và Hán Thương đều trở về Thanh Hóa. Dân vùng Kính Lộ từ Thanh Hóa trở ra Bắc, phần nhiều theo nhà Minh làm phản để chống lại nhà Hồ. Hồ Đỗ, Hồ Xạ bỏ Bình Than qua Thái Bình, Đại Toàn đến cửa Muộn, hợp sức đắp lũy, đúc hỏa khí đóng thuyền chiến. Quyên mộ tiền của, ai đóng góp tiền đều được phong tước, con trai được lấy con gái nhà Tôn Thất. Viên Thị Trung, Trần Nguyên Chỉ cùng công chúa Thiên Huy dẫn nhân dân tránh loạn ra Đột Sơn. Trung Thư lệnh Trần Sư Hiền cùng công chúa Thiên Nga ngược dòng sông Cái đến đầu hàng quân Minh. Người Kiến Hưng là Nguyễn Nhật Kiêm tụ tập bè đảng, giết chết trấn phủ sứ Phan Hòa Phủ rồi đầu hàng quân Minh. Tướng chỉ huy quân Thần Đinh Ngô Thành nhân gió theo nước triều lên tiến đánh, đột kích đến giao thủy. Trương Phụ, Mộc Thạnh chia quân ra hai bên bờ sông chặn đánh. Ngô Thành thế cô bị hãm chặn chết, được truy tặng kiều vệ tướng quân. Hai bên đối lũy nhau, ngày đêm đánh nhau vì nắng mưa, dịch bệnh, bùn lầy ẩm ướt, quân Minh khó ở, bèn rời đến cửa Hàm Tử, lập doanh trại phòng bị nghiêm ngặt. Tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng cũng rời đến Hoàng Giang, đón Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương từ Thanh Hóa ra. Bấy giờ, người miền Kinh Lộ trước theo quân Minh, nay bị họ sai khiến và mất nhiều gia thuộc, mang lòng oán hận, lại kéo đến cửa quân nhà Hồ để xin đánh quân Minh. Bạn đang xem video tại kênh Việt Sử Toàn Thư, đừng quên tham gia group của nhóm để chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin bên dưới video. Trận Hàm Tử. Trận Hàm Tử, Đại Ngu chủ động tấn công nhưng thua trận, phải lui về Thanh Hóa. Ngày 13 tháng 3 năm 1407, quân nhà Hồ tiến tới cửa Hàm Tử. Khi ấy, Hồ Xạ biết người Minh có mai phục, không chịu tiến quân. Hồ Đỗ sai người đến trách. Hồ Xạ liền tập hợp 7 vạn quân thủy bộ, nói phao là 21 vạn tấn công quân Minh. Hồ Xạ và Trần Đĩnh chỉ huy quân bộ ở bờ Nam, Đỗ Nhân Giám, Trần Khắc Trăng chỉ huy quân bộ ở bờ Bắc, Nguyễn Công Trừng chỉ huy 100 chiến thuyền làm tiên phong. Hồ Trừng và Hồ Đỗ ở trong doanh, Đỗ Mãn, Hồ Vấn chỉ huy quân thủy. Người Minh chia hai mặt thủy bộ xông ra. Quân hai bên bờ sông của họ Hồ quay ngược giáo, nhảy xuống chết, chỉ có thủy quân thoát được. Nhưng các thuyền chiến và thuyền chở lương đều bị chìm,
không một người nào sống sót trở về. An phủ sứ Bắc Giang Nguyễn Hy Chu bị Trương Phụ bắt sống. Hy Chu chửi Phụ là giặc tàn bạo, bị Phụ giết. Minh sử ghi rằng hàng chục ngàn quân nhà Hồ bị chém đầu, nước sông đỏ máu. Theo sử liệu Trung Quốc, nhà Hồ huy động lực lượng đáng kể 70.000 quân và nhiều chiến thuyền kéo dài trên sông đến 5 cây số. Mặc dù quân Hồ cũng sử dụng súng chống trả, nhưng hỏa lực quân Minh vẫn đủ sức tạo chiến thắng với 10.000 lính Việt tử trận. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cùng các tướng vượt biển trở về Thanh Hóa. Đại Ngu thất bại. Sau khi quân Minh chiếm được vùng từ Ninh Bình ra Bắc, nhà Hồ chỉ còn giữ được những vùng đất từ Thanh Hóa trở vào. Tháng 4 năm 1407, nhà Minh xuống chiếu cho tìm khắp nơi con cháu họ Trần lập làm quốc vương. Các ngụy quan và bô lão miền Kinh Lộ người Việt nhiều lần nói là đã bị họ Lê giết hết cả, không còn ai có thể nối dõi nhà Trần được nữa. Họ tâu rằng nước An Nam vốn là đất giao châu, xin được trở lại làm quận huyện như xưa để cùng các nha môn vệ sở phủ châu huyện. Nhà Minh cho đô chỉ huy Lữ Nghị giữ đô ti, Bắc Kinh hành bộ thượng thư Hoàng Phúc giữ hai ti bố chính và án sát, lại cấm sai phái và ngưng thu các loại thuế 3 năm. Hồ Quý Ly thua chạy vào Nam, bị quân Minh đuổi gấp, định dùng hậu phương mới chiếm được từ Chiêm Thành để kháng cự, bèn viết thư cho Hoàng Hối Khanh đang trấn thủ ở Thăng Hoa, sai lấy 1/3 số dân Việt di cư khi trước mới đến khẩn khoang ở Thăng Hoa, gộp với quân lính địa phương làm quân Cần Vương giao cho Nguyễn Lộ, lại phong cho hoàng tử nước Chiêm cũ là Chế Ma Nô Đà Nan làm Thăng Hoa quận vương để vỗ về dân Chiêm tại đây. Tuy nhiên, vua Chiêm Thành là Ba Đích Lại, nhân lúc Đại Ngu bị quân Minh đánh bại, cũng cất quân bắc tiến, lần lượt chiếm lại vùng đất vốn bị nhà Hồ chiếm năm 1402. Quân Chiêm đánh chiếm Châu Tư, Nghĩa và tiến lên đánh Thăng Hoa. Dân bản địa phủ Thăng Hoa tan rã bỏ chạy, Chế Ma Nô Đà Nan tử trận, Hoàng Hối Khanh không chống nổi quân Chiêm phải rút về Hóa Châu. Ngày 23 tháng 4 âm lịch, quân Minh đánh vào Lỗi Giang, quân nhà Hồ không đánh mà tan. Ngày 29, quân Minh đánh vào cửa biển Điền Canh, thủy quân nhà Hồ tự tan vỡ. Hai cha con họ Hồ định lánh đến Thâm Giang nhưng không thành. Tướng Ngụy Thức xin hai cha con họ Hồ tự thiêu. Quý Ly không nghe, nổi giận, chém chết Ngụy Thức rồi bỏ chạy vào Tân Bình. Đến Kỳ La thuộc Tân Bình, có bô lão nói rằng đất này không lành, không nên ở. Hồ Quý Ly bèn chém chết ông lão. Ngày 5 tháng 5 âm lịch, quân Minh đánh vào cửa biển Kỳ La, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Hàng tướng người Việt là Nguyễn Đại bắt được hữu tướng quốc Hồ Quý Tỳ, em Tượng Hoàng Quý Ly. Ngày 11 âm lịch, tức là ngày 16 tháng 6 dương lịch, quân Minh đánh vào Vĩnh Ninh. Vương Sai Hồ bắt được Hồ Quý Ly ở Gành Chảy Chấy, Lý Bân bắt được Hồ Nguyên Trừng ở cửa biển Kỳ La. Hậu quả. Đối với nước Việt, theo sử gia Lê Quý Đôn viết trong sách Đại Việt Thông Sử, từ khi người Minh đô hộ nước ta, tránh sự phiền toái, thuế má nặng nề, quan tham lại nhũng, cấm dân nấu muối trồng rau, bắt dân xuống biển tìm ngọc châu, phá núi lấy vàng, những sản phẩm quý giá như ngà voi, sừng tê, cánh chim trả cùng các thứ hương, chúng đều vơ vét hết. Sau lại bắt dân đắp 10 thành trong 10 quận để đóng quân. Chúng lại khéo dụ dỗ các người hào kiệt đưa vào triều đình Trung Hoa làm quan, cốt là an trí ở nước Tàu vậy. Bởi vậy, nhân dân nước ta không trừ một ai, thấy đều sầu thảm, oán giận. Video được tổng hợp từ Việt Sử Toàn Thư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo và chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ.